Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 4 tháng 5, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội. Học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia theo hình thức trực tuyến, điểm mới trong kỳ thi năm nay. Đền Đậu An, di tích quốc gia đặc biệt với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật độc đáo. Một số giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn để tránh được mùa mất giá. Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng cho dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 380 ở huyện Văn Lâm. Tình hình tai nạn giao thông trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dịp nghỉ lễ không có nhiều phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức họp với các thành viên để nghe và cho ý kiến về một số nội dung báo cáo tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phiên họp nghe trình bày dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, tờ trình về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các nội dung Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Hưng Yên rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội và đã ban hành nhiều chính sách quan tâm đến đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 11, Hưng Yên đã có nhiều nội dung vượt chỉ tiêu đề ra. Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,3% theo chuẩn mới là 2,55%, tại việc làm mới cho gần 250.000 người, chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công, thân nhân người có công khoảng 6.000 tỷ đồng, thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững khoảng 8.300 tỷ đồng, trợ giúp xã hội gần 1.800 tỷ đồng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương nghiên cứu tham mưu với tỉnh có biện pháp giảm nghèo bền vững, huy động nguồn lực kinh phí để hỗ trợ các đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế trong xã hội, khó có khả năng thoát nghèo theo chuẩn mới. Phấn đấu đến năm 2030, Hưng Yên không còn hộ nghèo. Đối với nhóm hộ nghèo không có khả năng lao động, đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chế độ trợ giúp xã hội đúng, đủ, kịp thời. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để bổ sung điều chỉnh hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo tờ trình sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh vào giữa tháng 5 năm 2022. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ hôm nay mùng 4 tháng 5, các thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Nếu năm 2021, việc đăng ký có thể theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, thì năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu tất cả thí sinh phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https://thising.thitotnghiepchunghocphothong.edu.vn. Mỗi thí sinh sẽ được cấp mã số tài khoản để đăng ký dự thi. Thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định để được cấp mã số tài khoản. Một điểm mới khác của năm nay là thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào đại học sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để tạo thuận lợi cho thí sinh, từ ngày 26 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở cổng đăng ký cho thí sinh đăng ký thử nhằm giúp các em tập dượt, nắm bắt được quy trình đăng ký và giảm thiểu sai sót khi đăng ký chính thức. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên vừa phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hưng Yên năm 2022. Hội thi có 43 thí sinh ở các khối tham dự, được chia thành 6 bảng thi, bảng A thi cá nhân, khối tiểu học. Thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình tại các bài toán thuộc chương trình tiểu học. Bảng B thi cá nhân khối trung học cơ sở, thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình bất kỳ để lập trình online theo thể thức quốc tế. Bảng C1 thi lập trình Procon theo chủ đề cho trước. Bảng C2 thi cá nhân khối trung học phổ thông. Bảng D2 và D3 thi sản phẩm sáng tạo.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 6 giải nhất, 11 giải nhì, 16 giải ba và 22 giải khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tiên Lữ hiện đang bảo tồn 138 di tích tiêu biểu như đền thờ Ngô Quyền, đền thờ Hoàng Hoa Thám. Bên cạnh đó, người dân huyện Tiên Lữ rất tự hào với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An thuộc xã An Viên. Ngôi đền có niên đại 2.200 năm này là nơi duy nhất ở miền Bắc thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng các vị thần tiên. Nơi đây còn có tháp đất nung vừa được công nhận là bảo vật quốc gia và lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật độc đáo. Đền An Xá được tọa lạc trên thế đất hình đầu rồng linh thiêng tại thôn An Xá. Đây cũng là ngôi đền Đậu duy nhất có quy mô hoàn chỉnh còn sót lại của một công trình kiến trúc mang yếu tố văn hóa, đạo giáo trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Chính vì vậy, ngôi đền có giá trị lịch sử văn hóa vô cùng to lớn, minh chứng cho dấu ấn hiện hữu của nền văn hóa đạo giáo sớm sơ khai trên vùng đất này. Đền An Xá là công trình kiến trúc cổ, có không gian cảnh quan đẹp, quy mô kiến trúc khá lớn. Các hạng mục công trình được bố trí hài hòa, gian trải theo trục thần đạo. Điều làm nên sự độc đáo và đặc biệt lớn nhất tại đền An Xá so với các công trình kiến trúc khác là hai tòa ống muống và hậu cung đền đều được làm hoàn toàn bằng đá xanh nguyên khối, tạo nên sự thâm nghiêm linh khí nơi thờ tự. Bộ khung chịu lực từ cổ bồng đến nóc mái, các bộ phì, cửa võng, ngưỡng cửa cũng hoàn toàn được dựng bằng đá. Trên những phiến đá chạm khắc nhiều đề tài trang trí khác nhau với những nét chạm khắc mềm mại, tinh tế như được vẽ trên vải lụa, tạo nên những tác phẩm mỹ thuật có sinh khí. Nổi bật và đặc sắc nhất phải kể đến tòa tháp cửu trùng bằng đất nung vừa qua đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Một cái đặc biệt là chúng ta có cái đền Đậu An. Ở cái đền này, cái tháp của nó còn giữ lại cho chúng ta rất nhiều cái hoa văn, cái hình trang trí, mà ở đấy không chỉ để làm đẹp cho tháp mà nó còn nói lên cái tâm hồn của người Việt, cái ước vọng của con người muốn gửi qua cái tháp đó lên cái đấng tối thượng, hãy vì con người mà ban phát ân huệ. Chúng tôi xác định là đền An Xá sẽ là trung tâm kết nối du lịch của huyện. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các ngành để kết nối các cái di tích đã được xếp hạng trên địa bàn của cả huyện, lấy An Xá là trung tâm, xứng đáng là di tích quốc gia đặc biệt, nổi tiếng, nổi bật của huyện cũng như của tỉnh. Đền An Xá là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương và du khách, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại. Hàng năm, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch, lễ hội Đền Đậu An được nhân dân trong vùng tổ chức với các nghi thức cúng tế Ngọc Hoàng Thượng Đế, phần dức kiệu thờ thiên tiên, địa tiên, diễn lại tích mẹ nghèo, chiến thắng hổ dữ và nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng, thu hút hàng nghìn du khách từ các nơi trong cả nước. Chúng tôi rất quan trọng về vấn đề nghi thức, nghi lễ, đặc biệt là công tác chuẩn bị các cái nghệ nhân phù hợp với các cái vai diễn, biểu trưng lại được cái truyền thống của di tích, gây ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân và du khách về tham quan và chiêm ngưỡng lễ hội. Trong không khí phấn khởi, kỳ vọng và tin tưởng với việc hoạt động du lịch được mở lại, huyện Tiên Lữ đang chuẩn bị cho việc tổ chức lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt đền An Xá, quyết định công nhận bảo vật quốc gia tháp đất nung đền An Xá và khai mạc lễ hội đền Đậu An năm 2022 vào ngày 6 tháng 5, tức ngày 6 tháng 4 âm lịch. Sự kiện này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện, đánh dấu 25 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lữ. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên, trong 4 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định. Dư nợ có mức lãi suất dưới 10% một năm chiếm tỷ trọng 70% trong tổng dư nợ.
Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 đạt trên 80.000 tỷ đồng, tăng 3,5 nghìn tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt gần 59.000 tỷ đồng, cho vay chung dài hạn trên 21.000 tỷ đồng. Dư nợ có mức lãi suất dưới 10% đạt trên 65.000 tỷ đồng, chiếm 70%. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt trên 35.000 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 17.000 tỷ đồng, còn lại là cho vay xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên tập trung cho vay đối với các ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích, phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19. Giải pháp để thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn và kết nối tiêu thụ sản phẩm đang là những vấn đề mà các tổ hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Bởi nếu tháo gỡ được những nút thắt trong sản xuất sẽ tránh được nỗi lo được mùa mất giá, đồng thời nâng cao giá trị nông sản tại tỉnh Hưng Yên. Chỉ còn gần 20 ngày nữa, Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa huyện Phù Cừ sẽ bước vào vụ thu hoạch vải với sản lượng dự kiến gần 1.000 tấn quả. Vấn đề quan tâm hiện nay là việc tiêu thụ. Trong thời gian qua, Hợp tác xã đã rất nỗ lực trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối với các đơn vị thu mua truyền thống từ những vụ vải trước. Sản xuất của hợp tác xã này cơ bản là sản xuất theo đã đạt cái chứng nhận tiêu chuẩn VGAP. Tuy nhiên thì những năm trước thì cái sản phẩm của hợp tác xã là vẫn bán theo các kênh truyền thống. Thì tôi rất là mong muốn được tiếp cận với các kênh bán hàng hiện đại, kết nối với hệ thống siêu thị, kết nối với các doanh nghiệp, được tiếp cận với lại các kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Đối với các sản phẩm chăn nuôi, hiện nay các tổ hợp tác xã trong tỉnh cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí cho chăn nuôi ngày càng tăng. Trong khi đó, nhiều chủ nuôi chưa liên kết được với các đầu mối thu mua ổn định nên giá bán còn bấp bênh. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu để tăng sức cạnh tranh trên thị trường cũng được các tổ hợp tác xã trong tỉnh chú trọng thực hiện. Trên đây là những chia sẻ về những khó khăn thuận lợi và kinh nghiệm để thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm của một số tổ hợp tác xã tham gia hội nghị đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản và bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản tỉnh Hưng Yên tổ chức. Tại hội nghị, bên cạnh sự tham gia của hơn 70 tổ hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh, còn có đại diện của nhiều đơn vị thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu với một số gợi mở thiết thực để các tổ hợp tác xã trong tỉnh có thêm những bạn hàng và kênh tiêu thụ hiện đại. Để nông sản của Hưng Yên đứng vững trên thị trường đối với người sản xuất, tập trung vào cái chất lượng nông sản, thế và đặc biệt là cái độ an toàn của nông sản, phải chú trọng vào cái việc xây dựng thương hiệu, phải biết quảng bá về cái sản phẩm của mình làm ra, nhưng cũng phải có cái chiến lược để bảo vệ cái thương hiệu đó, cái chiến lược về liên kết cũng cần được quan tâm. Tất cả các sản phẩm chúng tôi có một số các điều kiện yêu cầu. Thứ nhất là có các cái giấy chứng nhận đạt cái tiêu chuẩn VGAP hoặc là theo các tiêu chuẩn của VGAP. Khi mà đưa một sản phẩm lên thì sẽ tiếp cận được ít nhất là 18 triệu khách hàng mà đang sử dụng trên cái sản phẩm vỏ sò chúng tôi. Ngoài ra thì tất cả các khách hàng mà có thể đang ở nước ngoài, người ta có thể xem được các sản phẩm đấy để người ta đặt hàng, người ta mua. Các giải pháp được đưa ra tại hội nghị tập trung vào mở rộng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nguồn nông sản, bảo đảm chất lượng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đồng thời tổ chức kết nối giữa người sản xuất và đơn vị thu mua sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên. Dự án cải tạo nâng cấp đường DT380 qua huyện Văn Lâm dài trên 4 km được thi công từ cuối năm 2020. Tuy nhiên đến nay vẫn còn khoảng 1,5 km chưa được bàn giao cho đơn vị thi công. Trong đó hiện có một điểm nghẽn khó khăn nhất là khoảng 700 m đoạn qua dự án của 6 doanh nghiệp trên địa bàn xã Minh Hải liên quan đến đất nông nghiệp của 24 hộ dân. Các doanh nghiệp phải thỏa thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó bàn giao lại cho nhà nước phần diện tích trong phạm vi dự án đường DT380. Tuy nhiên, giữa người dân và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung khiến công tác giải phóng mặt bằng cho đường DT380 bị ảnh hưởng và phải tìm kiếm một giải pháp khác. Ông Cương có 1.800 m2 đất nông nghiệp ở cánh đồng thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, cạnh đường DT380. Phần đất này nằm trong diện tích gần 1 hecta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho phép công ty cổ phần Auraha triển khai dự án theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, qua nhiều năm giữa công ty Euroha với hộ ông Cương cùng 5 hộ khác chưa tìm được tiếng nói chung trong việc thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng. Đây cũng là vướng mắc chung liên quan đến dự án của 5 công ty khác là công ty Trường Thọ, công ty Hải Phú Linh, công ty PNC, công ty Trung Hoa và công ty Bùi Gia với tổng diện tích khoảng 6 hectare. Đến nay tổng số còn 24 hộ chưa đồng thuận chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Để tháo nút thắt này, một giải pháp khác được đề xuất và cơ bản nhận được sự đồng tình của người dân cũng như doanh nghiệp. Để giảm thiểu cái khó khăn đi thì chính quyền kể cả cấp xã rồi các cấp là cũng mong muốn là giảm diện tích thu hồi của doanh nghiệp để chuyển sang thu hồi của nhà nước thực hiện cái đường DT50. Nếu mà dự án mà nằm đường ấy, thì chúng tôi riêng gia đình tôi ủng hộ 100%. Với các đoạn đã bàn giao mặt bằng, đơn vị đã triển khai đạt khoảng 45% khối lượng. Ngoài 700m liên quan đến 6 công ty trên, xã Minh Hải cũng đang triển khai bố trí tái định cư cho một số hộ dân và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho một số vị trí còn lại. Thống rất là mong muốn chính quyền địa phương, rồi các cơ quan chức năng các cấp làm sao mà sớm giải phóng được cái mặt bằng, nhà thầu có mặt bằng sạch để nhanh thi công cho nó đảm bảo cái tiến độ theo cái hợp đồng ký kết. Nếu mà có mặt bằng sạch thì nhà thầu sẽ phấn đấu hoàn thành sớm cái dự án trước cái thời hạn hợp đồng. Việc điều chỉnh giảm một phần diện tích nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 doanh nghiệp sang hình thức nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho đường DT380 được cho là giải pháp linh hoạt nhưng cũng là giải pháp tình thế. Trước tình trạng thời gian gần đây ở một số địa phương xảy ra nhiều vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè. Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn trong trường học, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về phòng chống đuối nước. Đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè. Hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi và việc hỗ trợ giảm giá vé, chi phí cho trẻ em. Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, toàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người, bị thương 2 người. Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm một người chết, 2 người bị thương. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 1 tháng 5 trên đường tỉnh 386 thuộc địa phận xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, khiến một người tử vong tại chỗ. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng phát hiện xử lý 98 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 280 triệu đồng, tạm giữ 31 phương tiện, tức 10 giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt trên 120 triệu đồng, 16 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ, phạt trên 70 triệu đồng. 4 trường hợp vi phạm tốc độ, 15 trường hợp không có giấy phép lái xe và 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp của Công an tỉnh trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tương đối ổn định. Tuy nhiên vẫn xảy ra một số vụ đánh nhau gây thương tích. Xác định dịp nghỉ lễ năm nay, tình hình an ninh trật tự có thể phức tạp do không còn thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh, thời gian nghỉ dài, lượng người về quê đi tham quan nghỉ mát tăng cao. Lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tấn công trấn áp kết hợp với công tác tuyên truyền. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 3 vụ việc mất trật tự xã hội, tăng 2 vụ so với dịp nghỉ lễ năm ngoái, làm bị thương 4 người. Cụ thể, trên địa bàn huyện Kim Động xảy ra 1 vụ, huyện Yên Mỹ xảy ra 2 vụ đánh nhau gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự trong tỉnh xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Giới chức Liên minh châu EU vừa qua đã công bố bản dự thảo kế hoạch cho các nước thành viên về gói trừng phạt mới với Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, một số thành viên của EU ngỏ ý không tham gia lệnh cấm vận này. Các đề xuất mới của Ủy ban châu Âu về các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm lệnh cấm vận theo từng giai đoạn với dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng thông qua các biện pháp này sẽ gặp nhiều khó khăn. Slovakia và Hungary cho biết sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt với năng lượng của Nga. Hai nước này đã quá phụ thuộc vào dầu của Nga và hiện không có giải pháp thay thế trong thời điểm hiện tại. Một số quan chức EU giấu tên khác cũng cho rằng Bulgaria và Cộng hòa Séc cũng có thể sẽ tìm cách không áp đặt các biện pháp trừng phạt mới vào Nga. Nắng nóng như thiêu đốt đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại các quốc gia Nam Á như là Ấn Độ hay là Pakistan. Trong đó, bang Maharashtra của Tây Ấn Độ báo cáo ít nhất 25 ca tử vong vì nắng nóng từ cuối tháng 3 đến nay, một con số cao nhất trong vòng 5 năm qua. Theo giới chức bang Maharashtra, những người chết vì nắng nóng chủ yếu ở khu vực nông thôn. Ngoài Maharashtra, nhiều khu vực khác tại Ấn Độ cũng ghi nhận các ca tử vong vì nắng nóng khi quốc gia này trải qua nhiệt độ cao kỷ lục. Tại bang Odisha, miền đông của Ấn Độ, giới chức cho biết một người đàn ông 64 tuổi đã chết vì sốc nhiệt hôm 25 tháng 4 và hàng trăm người trong khu vực này cũng phải tiếp nhận điều trị y tế vì nắng nóng. Các nhà khoa học trước đó đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đã gây ra mùa hè gay gắt ở Ấn Độ cũng như nước láng giềng là Pakistan. Ngoài ra, tình trạng mất điện thường xuyên cũng khiến ngay cả những hộ gia đình có điều kiện mua điều hòa cũng cảm thấy khó chịu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tới nay đã có hơn 220 trường hợp trẻ em bị viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân được ghi nhận tại khoảng 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ, đồng thời cũng đã có 4 ca tử vong. WHO lần đầu tiên được thông báo về các trường hợp này vào ngày 5 tháng 4 năm nay. 10 trường hợp đầu tiên được báo cáo là trẻ dưới 10 tuổi ở Scotland của Anh. Hơn 100 trường hợp hiện đã được ghi nhận ở Anh. Các ca nhiễm sau đó liên tiếp được ghi nhận ở các nước châu Âu và Mỹ. Theo WHO, hiện virus adeno được xem là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em. Tuy nhiên, WHO không loại trừ các tác nhân khác và vẫn đang điều tra. Một số triệu chứng phổ biến về bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia vừa xác nhận 3 trẻ bị viêm gan chưa rõ nguyên nhân đã qua đời tại nước này hồi tháng trước và giới chức y tế đang xem xét tất cả các dữ liệu về virus. Liên quan tới vấn đề dịch bệnh COVID-19, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang triển khai chiến lược chống dịch một cách cứng rắn trong bối cảnh chính quyền cố gắng tối đa để tránh xảy ra những bất cập như đã thấy ở Thượng Hải. Chính quyền thủ đô của Trung Quốc đã quyết định xét nghiệm toàn bộ người dân tại 12 trên 16 quận liên tiếp trong vòng 3 ngày kể từ ngày 3 tháng 5. Đợt dịch mới nhất đến nay, Bắc Kinh chỉ ghi nhận khoảng 400 ca nhiễm, con số ít hơn rất nhiều so với các thành phố khác trên thế giới và điều đó cho thấy Bắc Kinh đang hết sức thận trọng. Từ đầu đại dịch COVID-19 đến nay, thủ đô Bắc Kinh chưa bao giờ bị phong tỏa hoàn toàn và giới chức đang làm mọi cách để tránh xảy ra tình huống của Thượng Hải, thành phố với khoảng 26 triệu dân đã bị phong tỏa hơn một tháng qua. Xin chuyển sang các tin tức khác. Một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Texas của Mỹ đang phát triển một loại enzyme phân hủy nhựa hiệu quả ở nhiệt độ thường và hứa hẹn một giải pháp trong vấn đề xử lý nạn rác thải nhựa toàn cầu. Các chuyên gia tại Đại học Texas của Mỹ đã sử dụng công nghệ học máy để tạo ra loại enzyme với khả năng phân hủy một số dạng nhựa chỉ trong vòng 24 giờ và có độ ổn định cao, phù hợp để áp dụng trên quy mô lớn. Enzyme do họ tạo ra tỏ ra vượt trội trong việc phân hủy nhựa PET ở nhiệt độ từ 30 đến 50 độ C và ở nhiều mức pH. Nó có thể gần như phân hủy hoàn toàn sản phẩm nhựa PET khác nhau chưa qua xử lý trong một tuần. Trong một số thí nghiệm, nó thậm chí chỉ cần 24 giờ để phân hủy nhựa. Nhóm nghiên cứu đã nộp bằng sáng chế cho công nghệ mới và hy vọng sẽ được sử dụng tại các bãi rác và khu vực ô nhiễm. Một công ty Hà Lan đang phát triển và cung cấp hệ thống khử mặn nước, sử dụng phương pháp thẩm thấu ngược và tiêu thụ năng lượng mặt trời một cách tiết kiệm. Hệ thống khử mặn này vận hành với năng lượng mặt trời và muối, với mục tiêu cung cấp nước cho những khu vực bị hạn hán. Trong hệ thống này, nước biển sẽ đi vào bộ lọc và được xử lý bằng bộ thẩm thấu ngược. Sau đó, nước lọc được khoáng hóa và lưu trữ trong bể chứa để sử dụng. Công ty cho biết, quá trình lọc nước của họ không giống với các biện pháp sử dụng năng lượng mặt trời khác, vì họ đã tìm được cách khai thác năng lượng từ nước muối còn lại. Tùy vào kích thước, mỗi hệ thống có thể tạo ra từ 5 đến 40 mét khối nước mỗi ngày, cung cấp giải pháp nước sạch cho các cộng đồng ven biển chịu nhiều hạn hán ở Chile, Madagascar hay Jordani. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.